Sao mà đâu hả? Thì anh kể hôm qua anh kể với em đấy, cái chuyện hôm qua đấy. Chuyện gì? Thì anh thì cái chuyện anh tỏ anh có ý đồ xấu với em gái Chiến đấy. Thế xong em nghe thấy anh bảo thế phát thì là em cũng gọi điện luôn cho Ngọc. Em bảo Ngọc, thì Ngọc bây giờ xa rồi không về được, thì Ngọc bảo em là ở nhà xử lý hộ. Thế xong là em với anh Toại về thì em cả anh Toại cãi nhau, xong lời qua tiếng lại to tiếng, xong anh biết tính anh Toại rồi đấy. Thế là em mong bầu này thế mà cũng không tha, xong là đánh em. Gì cơ? Toại đánh em á? Vâng, đánh em thì chả hiểu sao, xong là không biết là đánh kiểu gì. Bây giờ bụng em nó cứ là đau râm, xong là nó còn ra cái màu lâu lâu ấy. Thế là bây giờ phải đi khám. Thế nó không biết em đang mang thai mà nó còn đánh đâu? Đấy, đánh vào bụng, còn đánh vào đâu? Đánh vào các chỗ, chân tay cũng đánh hết. Thì sao lúc ấy không gọi đi anh luôn, mà để bây giờ mới gọi điện thì... gọi vào bảo đi khám. Lúc nó đánh thế phát phải gọi anh về luôn, đưa đi khám luôn chứ xem là sao. Mà cái lúc đấy thì em lại chưa thấy có hiện tượng gì. Thế xong là một lúc thì mới cảm thấy nó mới sao nó lại khó chịu thế. Thế xong là mới đi vệ sinh. Thế xong là mới sao tự nhiên nó lại ra cái màu lâu lâu, xong cục. Thế nào em mới sợ ấy, xong rồi giờ gọi điện mới bắn nói với anh. Chứ có dám nói cái gì, cũng không nghĩ là nó lại như thế này. Được rồi, cứ đi khám xong rồi về anh gọi lại chuyện sau. Giờ quan trọng em đi khám xong rồi. Không cần giàu sang thành một người thứ hai đã xảy rồi.
Trời đất đến lúc tận thế, anh vẫn yêu em không đổi thay, chỉ thương em đến hết cả cuộc đời này. Dành tất cả thanh xuân vì anh, luôn động viên theo từng bước chân. Trên đời này không còn ai để thế thay. Và đây là mình đã diễn có vào xương không thì kết quả thì chắc mọi người nghe mọi người chắc biết rồi đúng không? Đấy, thì mình sau khi mọi người xem xong video này thì cũng có thể một số bạn cũng bảo là diễn thế thì mọi người phải nhớ là diễn thì diễn câu like thì câu like, nhưng mà mình không bao giờ lôi vấn đề con cái vào mình để mình diễn trò như thế nhau ạ. Còn vấn đề mà diễn mang thai được phải đến cuối tuần và nào xem theo dõi thì cũng mình chắc mọi người biết là mình cũng có đăng ảnh và mình thông báo là diễn đang mang thai nhé. Đây thì sáng nay lúc mà tọa như thế thì Diễm cũng có đi khám rồi, thì đây là tờ giấy xương của sáng nay nha bạn, thì đây quay cho mình xem đấy, đơn thuốc mà với tên hoàn thị của Diễm 2 tuổi, chuẩn đoán thai 0,4 tuần, ra máu dọa sảy đấy. Đây là chữ bác sĩ, còn đây đấy giấy xương sáng nay đây chuẩn đoán này đấy. Đấy, trong quá trình theo dõi nếu đau bụng ra máu thì kiểm tra lại và ngay tại ngay cơ sở y tế đấy. Thì đấy thì đấy là lần một, là lần sáng nay lúc mà Diễm như đấy thì Diễm giống mình nó đi không thể biết anh em ạ. Còn lần này là thấy lại ra máu tiếp là cũng gọi mình đi khám đấy. Thì hiện tại tại sao mình đứng xuống đây thì như mọi người thấy vừa đây Diễm là đang khóc trên xe nhau, nên mình cũng không muốn nhắc về chuyện này trước mặt Diễm vì sợ Diễm suy nghĩ nhau. Rồi thôi, con của trời thì nhưng mà mình chưa có duyên, nhưng mà thôi thì vấn đề đấy thì không có lúc này thì mình có lúc khác cũng được. Đấy, thì đôi khi mình cũng phải sáng này để còn làm việc cho mình chứ để nói đây cứ suy nghĩ buồn bã này cũng chẳng đánh được gì. Còn vấn đề điện thoại thì bây giờ mình sẽ về thì gặp nó mình nói chuyện và cũng làm sẽ đi mình tiếp theo xem nhé. Chẳng ở đâu xa mà cạnh anh em là cả thế gian đây rồi. Trái tim vẫn luôn bình yên, chỉ có em. Đấy, ok anh em ơi, thì vừa nãy mình có từ cái quán về thì mình có gặp tọa rồi. Thì đầu tiên thì mình hơi lòng bát thì mình cũng có lao vào đâm tay đâm chân tiếng với tọa nhau. Đấy thì khi mà nói chuyện lại với tọa ấy, thì tọa nó bảo là đúng là sáng nay là nó có xích mích cả Diễm thật, nhưng mà nó chỉ tát Diễm một cái thôi chứ nó không gì cả. Đấy thì mình nghe đấy mình về mình mới hỏi Diễm. Diễm cũng có nói thật lại bảo là em sợ em là em tự ngã, nhưng mà lúc anh hỏi em sợ quá em không nghĩ lý do gì, em chỉ kể là lúc sáng em và tọa anh tọa có xích mích một tí thôi anh ạ. Đấy là thế thôi, nên là mình thông cảm là cái cảnh mà vừa nãy mình tọa xích mích thì mình sẽ không đăng lên nữa. Đấy còn về vấn đề kia thì thôi, thế thì qua thì thôi mình cũng phải để nó qua thôi anh ạ. Đấy thì người ta cũng nói rồi, bảo là người ta cũng nói mình bảo là con gái đến nhà mình thì nó cũng hợp thì nó đi chọn nhà khác, nên thôi mình cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều. Đấy và với mình thì Diễm cũng ngồi nói chuyện lại rồi, bây giờ mình chỉ biết là động viên thôi. Đấy thì hiện tại Diễm cũng đang rất là buồn với nhau, nhưng thôi đấy như vừa đấy anh em cũng ngồi nói chuyện rồi, thôi mình không phải suy nghĩ nhiều đâu nhá. Đấy không vấn này có đứa khác không ngon nhá. Còn thôi bây giờ em nằm xuống nghỉ ngơi để em xuống kia tí đúng không, tần nhìn vào anh nhé. Ok có gì mình sẽ lại nhìn tiếp anh em xem nhé.